Chào các anh em vừa về được một chiếc nồi Joyji Mammut 0.5 nha các bác nhá. Đấy. 0.6 các bác này. Đây, các bác là 0.6 nhá. NPQA06 nhá. Em này là Joyji Mammut. Em này có chế độ nấu cơm tách đường các bác nhá. Một phân khúc nồi VIP của dòng Joyji. Em này date 2014 các bác nhá. Đây 2014. Đấy. Màu hình rất là đẹp luôn các bác nhá. Em này công suất nó là 865W, điện 100V, dung tích là 0.6 nha các bác nhá. Cực đẹp luôn. Mặt cực đẹp nha các bác nhá. Đấy, mặt cực đẹp luôn này. Đấy. Giòn xay ngắt các bác nhá. Giòn xay ngắt luôn. Áp suất bi. Em này nồi hai đáy các bác nhá, ruột không có chấm nhá. Ruột không có chấm, không chóc nhá. Long lanh luôn. Bên ngoài đây các bác nhá. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Joyji Mammut nha các bác nhá. 0.6. Màn hình nét. Các chế độ hoạt động bình thường nha các bác nha. Đấy. Thì các bác có nhu cầu liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971051751 nhé. Chiếc nồi em lên cho bác với giá là 2.800.000 đồng, chuyển khoản bao ship toàn quốc các bác nhé. Giá là 2.800.000 nhé. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971051751 751 nhé. Ok nhé, xin chào các bác nhé.